So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay cung kính mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong khỏi diêm phù, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời, những sự ấy tại làm sao thế? Cụ xin Đức Thế Tôn nói cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Đây ta ở trong cung trời Đao Lợi mà giảng bày công đức khinh trọng của việc bố thí ở Di Phù Đề, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong đời sau, như có vị quốc vương cho đến hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân, lúc gặp những người nghèo khốn khổ sở, kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đại thần đó vân vân muốn bố thí, hoặc tự mình đem của ra bố thí, hoặc bảo người khác bố thí, hoặc dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi, thời vị quốc vương đại thần đó vân vân đặng phước lợi, bằng phước lợi cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với những kẻ hết sức nghèo cùng này, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này trong 100.000 đời, thường hưởng thọ sự vui hưởng nhiều, huống là những thứ đã thọ dùng như y phục, đồ uống ăn. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Thanh Văn hay Đức Chi Phật, liền có thể phát tâm ân cần cũng dường bố thí, thời vị quốc vương cho đến hàng bà la môn đó vân vân, trong 3 kiếp thường làm vua trời đế thích. Còn nếu như có thể phát tâm đem công đức bố thí đó mà hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh, thời trong 10 kiếp thường làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc kinh điển đại thừa bị hư sụp rách lã, liền có thể phát tâm tu bổ lại, hoặc đích thân mình tự sửa sang, hoặc chuyển hóa người khác, cho đến 100.000 người khác chung cùng bố thí cúng dường để kết duyên lành. Thời vị quốc vương đại thần thần đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người chung cùng làm việc bố thí đó thường làm vua các nước nhỏ. Nếu có thể đối trước chùa tháp mà đem những công đức bố thí này hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời không luận là nhiều hay ít, tất cả đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp những người già yếu tật bệnh, kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng khảy móng tay có thể phát tâm từ bi lớn, đem cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ đó được an vui, thời vị quốc vương cho đến hàng bà la môn đó vân vân, trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, mãi không còn bị sa đọa vào chốn ác đạo, cho đến trong 100.000 đời đổ tai cũng không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau vừa có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân, nếu như làm những việc bố thí như thế, thời sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu như đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời tất cả đều sẽ thành Phật cả, huống nữa là quả báo trời phạm vương, trời đế thích, vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau cần phải khuyên bảo những chúng sanh học theo như thế. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi trong Phật pháp có thể làm việc lành chừng bằng sợi lông, hột cát, giọt nước, mấy bụi, thời phước lợi của những người đó không thể hưởng thọ thế nào cho hết được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Đức Chi Phật, liền có thể phát tâm bố thí cúng dường, thời người đó phước lợi quả báo vô lượng vô biên, thường được sanh ở cõi trời, cõi người hưởng sự vui vi diệu thù thắng. Nếu lại đem phước lợi đó hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh, thời phước đức của người đó không thể ví dụ thế nào cho hết được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào gặp
kinh điển Đại Thừa hoặc nghe một câu, một kệ kinh điển Đại Thừa liền có thể ân cần, trân trọng, cung kính, ngợi khen. Thời phước lợi của người đó rộng lớn, vô lượng, vô biên. Nếu là có thể đem phước lợi đó mà hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh, thời phước đức của người đó không thể ví dụ thế nào cho hết được. Lại vậy nữa, trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật hoặc kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới, thời bố thí cúng dường, ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu là kinh tháp cũ, thời phát tâm tu bổ lại, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn vị chính đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng giáo pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, nhờ có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi trong Phật Pháp, có thể bố thí cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc là sửa sang kinh điển, hoặc chỉ làm việc làm chừng bằng sợi lông, mảy tóc, giọt nước, mảy trần, thời phước lợi của người đó rộng lớn, vô lượng, vô biên. Còn nếu như chỉ hồi hướng cho thân quý trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, thời trong ba kiếp sẽ đặng hưởng trọn sự vui sướng tốt lạc. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức tại sự bố thí là như thế đó. Ha ha ha,